Tạm biệt Hà Nội thì chúng ta sẽ cùng đến với Hòa Bình, thưa quý vị. Đây là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có rất là nhiều những dân tộc sinh sống và trong đó chủ yếu là người Mường với những giá trị văn hóa đặc sắc. Và khi đến với Hòa Bình thì các du khách sẽ có thể ghé thăm Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường để tìm hiểu về văn hóa của người dân bản địa nơi đây. Và bảo tàng nằm trong một thung lũng núi đá vôi nhỏ có diện tích khoảng 5 hecta, vốn là địa bàn sinh sống của người Mường cổ. Và những du khách khi mà đến đây thì không chỉ tham quan không gian văn hóa mà còn được cảm nhận và hòa mình vào cuộc sống của người Mường. Du khách có dịp ghé thăm Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường. Đây là một bảo tàng lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Đối với những du khách yêu thích khám phá văn hóa truyền thống của các dân tộc, có lẽ Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường sẽ trở thành một điểm đến thực sự lý tưởng. Lối vào bảo tàng tạo ấn tượng cho khách tham quan bằng một số vuông nước bằng gỗ, vốn là cảnh tượng phổ biến ở các vùng núi của Việt Nam. Còn những khu vực khác thì được trang trí nhã nhặn bằng các vật phẩm bao gồm cổng chiêng và tượng gỗ mô tả sinh động môi trường sống, văn hóa và lối sống của người Mường. Trên quần thể không gian tuyệt đẹp 5 hectare, bảo tàng là nơi sưu tầm, trưng bày các hiện vật cũng như tái hiện không gian văn hóa, phản ánh rõ nét đời sống, tinh thần, phong tục tập quán của người Mường. Với 4 khu nhà sàn đại diện cho 4 tầng lớp trong xã hội Mường xưa, với mục đích lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Du khách đến tham quan bảo tàng thì có rất là nhiều trải nghiệm, được giới thiệu về văn hóa Mường, về cái phong tục tập quán từ đời sống, có thể ở tại ngay bảo tàng để biết được cái đời sống sinh hoạt của người Mường xưa và nay như thế nào. Hoặc là với những đoàn học sinh sinh viên thì giới thiệu cho văn hóa Mường từ cái nét sơ khai đến những cái kỹ năng đơn thuần nhất như là nhóm lửa của người Mường như thế nào. Kỹ năng làm nhà sàn, những cái mô hình nhà sàn bé như thế nào. Các bạn học sinh sinh viên có thể làm những cái tác phẩm nghệ thuật hoặc những cái hình gốm, công cụ dụng cụ làm từ gốm. Đấy, xuất phát từ những ý tưởng, từ những công cụ dụng cụ của người Mường. Đến thăm bảo tàng, du khách có thể hòa mình vào không gian sống của người Việt cổ với những câu chuyện hồi tưởng về quá khứ qua không gian sống của các tầng lớp trong xã hội Mường xưa như nhà lang, nhà ậu, nhà nóc, nhà nóc chọi với những vật dụng đặc trưng của người Mường. Những ngôi nhà này được sưu tầm và dựng lên từ những ngôi nhà cổ của các tầng lớp trong xã hội Mường. Nhà lang là giai cấp quyền lực nhất thống trị cả Mường. Nhà ậu là những người giúp việc cho giai cấp nhà lang. Nhà nóc là tầng lớp bình dân trong xã hội Mường. Và nhà nóc chọi với những vật dụng đặc trưng người Mường. Toàn bộ cấu tạo của những ngôi nhà này đều là những ngôi nhà được sưu tầm và phục dựng từ chính các ngôi nhà cổ nguyên bản thời xưa của người Mường. Nhìn qua toàn bộ các mẫu nhà, đa phần đều được làm từ gỗ, tre, nứa, lá. Những nguyên liệu này đều có sẵn từ trong thiên nhiên và cực kỳ thân thiện với người Mường xưa và nay. Nhà lang là tầng lớp giai cấp thống trị cao nhất trong xã hội Mường. Thì ngôi nhà lang tại bảo tàng là hơn 100 tuổi. Đã được phục dựng và nguyên bản tại bảo tàng Mường từ năm 2007 với 213 hiện vật. Đấy là giai cấp thống trị cao nhất, quyền lực nhất trong xã hội Mường. Thì dưới nhà lang sẽ có nhà ậu. Nhà ậu là các giai cấp giúp việc cho nhà lang và các giai cấp thấp hơn là nóc và nóc chọi. Thì ngay từ ngôi nhà lang, kiến trúc nhà sàn Mường đã thể hiện rất rõ. Kiến trúc nhà sàn Mường là kiến trúc hình con rùa. Đấy, xuất phát từ một câu chuyện cổ tích là ông lang cần bắt được con rùa màu đen ấy. Thì ngay từ những cái ở đây bảo tàng đã bảo tồn tất cả những giá trị văn hóa đó từ kiến trúc đến chất liệu, vật liệu khi phục dựng lại ngôi nhà là phục dựng nguyên bản. Trong toàn bộ khu trưng bày có hơn 3.000 hiện vật có giá trị của người Mường xưa như cổng, chiêng, lư, công cụ đánh bắt cá, khung dệt, cọn cước, dụng cụ săn bắn, đồ dùng sinh hoạt gia đình, v.v. Không gian bảo tàng mang đến cho du khách có thêm những cảm nhận sâu sắc về đời sống, tinh thần, phong tục tập quán, kinh tế xã hội, văn hóa đặc trưng của người Mường qua nhiều thế kỷ. Đến với Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, người xem được tiếp cận trực tiếp các hiện vật thay vì chiêm ngưỡng chúng trong tủ kính như đa số các bảo tàng thường làm. Chính điều này đã giúp người tham quan tiếp cận với nền văn hóa Mường theo một cách gần gũi nhất. Vùng đất Hòa Bình mang đậm sắc thái văn hóa Mường, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Nơi đây là cái nôi của văn hóa Việt Mường, quê hương của sử thi, đẻ đất, đẻ nước.
Chính vì vậy, Hòa Bình đã định hướng phát triển sản phẩm du lịch chủ yếu dựa vào cộng đồng và yếu tố cốt lõi của các sản phẩm ấy chính là những giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mường làm nên những nét đẹp ấn tượng, độc đáo tại địa phương.